Phan Mạnh Quỳnh thông báo có con đầu lòng với bà xã Hot Girl. Trên trang cá nhân, Phan Mạnh Quỳnh hạnh phúc thông báo có con đầu lòng với bà xã Huỳnh Khánh Vy. Thông tin này đã nhận được nhiều sự quan tâm và chúc mừng của đồng nghiệp, bạn bè nam ca sĩ. Phan Mạnh Quỳnh và Huỳnh Khánh Vy đã có 4 năm yêu đương hẹn hò rồi trước khi tiến đến hôn nhân. Từ đó cho đến nay, cặp đôi vẫn giữ được lửa tình yêu của mình, tình cảm vẫn mặn nồng như lúc mới yêu. Để cuộc sống hôn nhân không bị nhàm chán, Phan Mạnh Quỳnh và vợ đã vận dụng những bí kíp tưởng chừng như đơn giản nhưng lại rất hiệu quả. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Phan Mạnh Quỳnh hạnh phúc thông báo có con đầu lòng. Được biết, vợ kém tuổi nam ca sĩ đang mang thai tháng thứ 3 thai kỳ. Giọng ca Sao Cha Không Còn tiết lộ tên nhóc Tì là bé Ốc. Thông tin này đã nhận được nhiều sự quan tâm và chúc mừng của các đồng nghiệp. Diễn viên Anh Đức: chúc mừng chú sắp làm bố nhé. Đạo diễn Victor Vũ viết: chúc mừng hai vợ chồng nhé. Hoàng Bách chúc mừng: tiền đạo hoạt động hiệu quả quá, chúc mừng hai em nhé. Trên trang cá nhân của Huỳnh Khánh Vy, cô hạnh phúc viết: Ốc chào cô chú anh chị ạ, em bé được hơn 3 tháng rồi, hôm nay vợ chồng em mới chia sẻ với mọi người. Ốc đến với vợ chồng em lúc chúng em đã sẵn sàng, nhưng em vẫn bất ngờ và bối rối lắm. Hơn hết là cảm giác hạnh phúc, còn bố em bé khi biết cũng bối rối không kém và kèm theo nhảy nhót mấy vòng. Lần đầu nghe tiếng tim con đập, bố còn khóc cơ. Bố mẹ yêu em bé và mong em bé khỏe mạnh đến với thế giới này nhé. Trước đó, Khánh Vy đã có bài viết chia sẻ về cách yêu lâu mà không bị chán của vợ chồng cô khiến khán giả phải bật cười. Vợ Phan Mạnh Quỳnh cho biết, xung quanh có rất nhiều cô gái xinh đẹp để ý đến nam ca sĩ, đặc biệt là lúc cặp đôi còn đang hẹn hò. Phan Mạnh Quỳnh nhận được rất nhiều tin nhắn từ các cô gái xinh đẹp. Mỗi lần như vậy, Khánh Vy có hỏi han thì nam ca sĩ sẽ đưa điện thoại và bảo cô cứ thẳng tay chặn hết đi. Không ỷ có chồng là nghệ sĩ nổi tiếng, Khánh Vy vẫn luôn chủ động trong công việc và tài chính của mình. Cô nàng từng tâm sự rằng tiền của chồng cũng là đi làm vất vả mới kiếm được. Vì đàn ông không giỏi giữ tiền nên cô giữ giúp chồng cũng như quản lý chi tiêu trong gia đình. Còn bản thân Khánh Vy muốn mua gì vẫn sẽ dùng tiền của cô. Nếu như Phan Mạnh Quỳnh mua ô tô cho vợ thì căn hộ hiện tại vợ chồng đang sống lại là Khánh Vy mua. Cặp đôi luôn cố gắng hỗ trợ và chia sẻ gánh nặng tài chính với nhau. Vì kiếm tiền không dễ, ai cũng vất vả để có được cuộc sống như mong muốn. Vợ chồng cãi nhau là chuyện thường gặp, Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vy cũng vậy, nhiều lúc xảy ra cãi cọ. Tuy nhiên, sau khi tranh luận xong, cặp đôi sẽ lập tức làm lành ngay với nhau để mọi chuyện không đi quá xa. Chúng tôi có thể giận nhau, nhưng 5 đến 10 phút sau cười liền, nam ca sĩ tâm sự. Cách đây không lâu, Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ về cuộc sống sau khi về chung một nhà. Anh cho biết sau khi kết hôn, anh và vợ có giao kèo không đóng chung với bạn diễn nữ trong MV. Trong các MV, tôi sẽ đảm nhận vai trò kể chuyện, nếu cần đôi nam nữ tôi sẽ nhờ diễn viên đóng, anh nói. Với tôi, việc được cùng Vy trở thành vợ chồng là một vinh hạnh. Tôi muốn nói với vợ rằng tôi rất trân trọng cuộc hôn nhân này. Tôi hy vọng có thể cùng cô ấy bên nhau mãi mãi. Tôi rất sợ câu chuyện sớm nở tối tàn. Tôi cũng hy vọng Vy trân trọng cuộc hôn nhân này, nhạc sĩ chia sẻ. Vì đôi khi tưng tửng, viết bài trên mạng xã hội, không suy nghĩ nhiều, tôi thì lại khác. Chưa kể thời gian này tôi không đi diễn, vợ tôi cũng không ra cửa hàng kinh doanh, nên chúng tôi gặp nhau gần như cả ngày. Do đó hai người đôi khi có tranh luận, nhưng mọi chuyện được giải quyết rất nhanh. Chúng tôi có thể giận nhau nhưng 5 đến 10 phút sau cười liền, và cũng qua những lần tranh luận đó tôi có thêm góc nhìn mới. Phan Mạnh Quỳnh tâm sự. Bà xã Phan Mạnh Quỳnh sinh năm 1994 ở Nha Trang. Cô từng tốt nghiệp chuyên ngành cao đẳng mầm non nhưng rẽ sang làm mẫu ảnh. Cô tham gia The Face 2017 nhưng chỉ vào top 50. Khánh Vy tham gia diễn xuất trong một số MV của Phan Mạnh Quỳnh và các ca sĩ Đức Phúc, Only See.